suốt đời lòng thương xót, từ khổ tăng xót thương Chúa đổ chan hoa ân huệ cho mọi người. Chúng con cầu xin Chúa ơn này vì tình yêu kỳ diệu của Chúa đối với Cha ở trên trời. Ôi cho các linh hồn trung thành và đạo đức, cầu cho các linh hồn trung thành và đạo đức. Tuần 9 ngày cầu xin lòng thương xót. Ngày thứ 6 tuần thánh năm 1937, Chúa Giêsu truyền cho chị Faustina làm tuần 9 ngày trước lễ kính lòng thương xót Chúa. Khởi sự từ thứ 6 tuần thánh tới hết thứ 7 tuần sau, trước đại lễ lòng Chúa thương xót, Chúa Nhật thứ 2 phục sinh, để cầu cho thế giới được hoán cải và đón nhận lòng thương xót của Chúa. Chúa đích thân chỉ định ý cầu nguyện cho từng ngày, cho mỗi hạng người. Ta ước mong con đem được nhiều linh hồn đến với nguồn lòng thương xót của ta trong 9 ngày này, để họ có thể kín múc được sức mạnh của nuôi bổ dưỡng và bất kỳ ân sủng cần thiết nào trong cuộc sống gian nan, nhất là trong giờ chết. Ngày thứ 3 trong tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót, Chúa Nhật phục sinh, cầu cho các linh hồn trung thành và đạo đức. Hôm nay con hãy dâng lên ta những linh hồn trung thành và đạo đức, hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của ta. Các linh hồn này đã đem đến cho ta niềm an ủi trên đường thập giá. Chính họ là những giọt nước an ủi giữa biển đắng xót xa của ta. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, từ kho tàng xót thương Chúa đã đổ chan hòa các ân huệ từng người và mọi người. Xin hãy đón nhận chúng con vào trái tim lân tuất của Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi đó. Chúng con cầu xin Chúa ơn này vì tình yêu kỳ diệu của Chúa đối với Cha trên trời. Lạy Cha hằng hữu, xin ghé mắt từ bi đoái thương đến các linh hồn trung nghĩa. Họ là gia nghiệp của con chi thánh Cha, nhân vì cuộc khổ nạn đau thương của người. Xin Cha chúc lành che chở họ luôn mãi, như vậy họ sẽ không bị sa sút trong tình yêu, hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện, nhưng cùng với các thiên thần và các thánh, họ sẽ tôn vinh lòng thương xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.